gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngon và Lành. Vâng, mùa Giáng sinh thì đã đến gần rồi. Bên cạnh những món quà để gửi tặng người thân cũng như là gia đình thì những chiếc bánh để trang trí trong bữa tiệc thì không thể thiếu được. Hiện nay thì trên thị trường rất là nhiều các loại bánh để mình dùng trong các bữa Giáng sinh. Tuy nhiên, một chiếc bánh truyền thống không thể bỏ qua đó là chiếc bánh quy gừng. Và ngày hôm nay thì Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách làm những chiếc bánh quy gừng và cách trang trí chiếc bánh đó để sao chúng ta có một không khí đón mùa Giáng sinh thật là đầm ấm và lung linh nhất nhé. Và người sẽ đồng hành với tôi ngày hôm nay đó là bạn Tiến Dũng, bạn là chủ của tiệm bánh Tu Du Cách. Xin chào Dũng. Như tôi vừa giới thiệu đến khán giả thì hiện nay thì để mà trang trí trong các bữa tiệc Giáng sinh ấy thì có rất nhiều các loại bánh để trang trí đúng không Dũng? Vâng. Hiện tại bây giờ rất nhiều loại bánh, như ví dụ như là bánh gốc cây ạ. Bánh quy gừng hoặc bánh nhà gừng ạ. Bánh gốc cây như bạn vừa nói tức là bánh được làm từ bánh nghĩa là cái cốt bánh là kem đúng không? Vâng. Tuy nhiên thì cái bánh quy gừng như tôi vừa giới thiệu và bạn Dũng có nói thì đấy là một cái bánh gọi là đặc trưng nhất của mùa Noel. Vâng, bánh gừng của em thì công thức đơn giản thôi. Nó thường là bằng cục bạt cookie ạ. Thì mình dùng những cái loại khuôn mà dập hình tự nhiên mây bông tuyết. Đây cây thông. Cái này thì là khuôn mình bán sẵn trên thị trường đúng không? Rồi, thì đâm ra làm mọi người thích cái khuôn hình nào thì mọi người có thể mua khuôn hình đó. Vâng, tuy nhiên mà để làm sinh động chiếc bánh lên thì có lẽ là cái khâu của trang trí đúng không? Dạ, vâng, mới đúng là cái khâu quan trọng. Vâng. Để nói về công thức của chiếc bánh quy gừng thì nó có gồm những nguyên liệu gì ạ bạn? Nó gồm bột mì, bơ, đường và chút ít bột gừng, thơm một dậy mùi bột gừng ấy, và trứng ạ. Thường thường khi làm những chiếc bánh quy thì tôi thấy mọi người hay cho sữa. Tại sao cái bánh gừng này mình lại không sử dụng sữa nhỉ? Bên thì công thức này, bánh gừng này mình cần độ giòn nên mình không cho sữa. Tức là đây là công thức của bánh quy gừng trần nói chung hay là bánh quy gừng của Dũng thì mình không dùng sữa? Công thức của em thì em không dùng sữa. Thế còn mọi người thì vẫn dùng sữa? Đúng rồi. Thế à, đây là một sự khác biệt đúng không? Tức là khi mà cho sữa vào thì nó sẽ không còn giòn nữa. Đúng rồi. Nhưng mà như vậy liệu chiếc bánh của chúng ta là sẽ không còn bị ngậy không? Dạ không ạ, nó ngậy không phụ thuộc vào bơ của mình dùng loại bơ gì ạ. Và cũng như là các công thức là bột rồi mọi thứ mình pha chế như thế nào đúng không? Và bây giờ thì bạn Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc bánh gừng mà không công thức, không có sữa để làm sao cho chiếc bánh được giòn nhất. Vâng, công thức của em gồm có 300g bơ, 200g đường nâu, 300g bột, 10g bột quế, 10g bột gừng và hai quả trứng ạ. Trứng thì mình chỉ lấy lòng trắng thôi ạ? Trứng mình dùng cả quả chị ạ. Bây giờ mình sẽ làm luôn nhá. Vâng. Đầu tiên chúng mình sẽ đánh bơ và đường. Đánh bông lên ạ. Đường đen chúng ta sử dụng để cho chiếc bánh của chúng ta có vị ngọt này. Đúng rồi. Cộng thêm là nó có sẽ màu nâu ạ. Màu nâu, vâng. So với các loại bánh thì để làm chiếc bánh quy gừng này nó có phức tạp hơn không hay là nó cũng khá đơn giản? Dạng bánh quy là dạng khá đơn giản. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng gọi là cái tốc độ chậm đúng không ạ? Vâng. Để cho đường với là bơ nó quyện với nhau. Vì sao mình lại phải đánh cái đường đen mà không phải là đường trắng hả bạn? Đường đen để cho bánh quy tẩm vị màu nâu. Từ đây là vừa làm cho bánh ngọt lại còn vừa tạo màu luôn đúng không ạ? Mình sẽ đánh khoảng bao nhiêu lâu và như thế nào nó sẽ được ạ? 4 phút ạ. Cảm thấy bơ với đường và quyện với nhau bông trắng lên là được ạ. Sau khi mà đã đường và cả bơ đã đều rồi thì quý vị các bạn sẽ tăng tốc lên. Bơ với đường đánh bông, mình sẽ đập hai quả trứng vào. Dùng hai quả trứng. Dùng cả lòng đỏ là đông trắng luôn à? Dạ vâng, mình dùng cả quả. Tiếp tục mình sẽ đổ bột mì. Bột quế. Bột quế này mình sẽ sử dụng bao nhiêu hả bạn? Tầm 3g ạ. Tại vì cho nhiều quá nó cũng sẽ bị hắc đúng không? Vâng đúng rồi. Đây là bột gừng. Bột gừng mình dùng tầm 7g ạ. Thì khi cho bột vào nếu mà mình đánh nhanh quá thì nó sẽ bị bắn ra ngoài. Vâng đúng rồi. Trong cái công thức của bánh gừng này thì theo bạn cái công đoạn nào là nó cần phải lưu ý để cho cái chiếc bánh của chúng ta được thành công? Công đoạn bơ với đường đánh bông ạ. Nếu mà có thể không bông kỹ thì có thể nó sẽ ra bánh quy rất là cứng, không được xốp. Nhưng mà cái cách mà mình kiểm tra với mình nhìn thế nào thì biết rằng là cái bơ của chúng ta đã đánh được bông rồi? Thường thường đánh trong tầm khoảng 5 phút đến 6 phút là bơ rất là đẹp rồi.
Nếu mà đánh lâu quá thì có được không ạ? Tại vì lâu nhiều quá. Người sẽ kiểu chắc ấy, thì cứ đánh kiểu nghĩ là càng lâu rồi bánh sẽ càng bông lên, thì có đúng không ạ? Với cái ý nghĩ như thế ạ? Cũng không đúng lắm đâu. Bởi cái thời tiết này lạnh thì nó sẽ có thể không sao, nhưng mà mùa hè sẽ là chảy bơ là sao. À đúng rồi, tức là đánh nhiều ra thì mình chỉ sợ là cái bơ nó tách nước đúng không? Đúng rồi. Sau khi mình trộn đều nguyên liệu xong, sẽ tắt máy. Ngay thì mình chỉ cần đánh cho nó đều thôi, chứ không cần phải để lâu. Mọi người không nên để lâu quá, đánh lâu quá nó sẽ gây cứng cookie ạ. Đánh xong mình sẽ chuẩn bị dây nến. Mình sẽ tách nó được ra. Được ra và bắt đầu cán và nhào đúng không ạ? Đúng ạ. Ở đây mình thấy cái bột nó hơi lấm tấm hay là cái gì đấy hả bạn? Là đường hạt chị ạ. À. Riêng là đường hạt thì nó sẽ không tan, tạo độ giòn cho cookie ạ. À, tức là chính ra là cái đường hạt chính là cái gọi là làm cho nó độ giòn luôn, và khi kiểu mình nướng nó cũng không tan đúng không ạ? Đúng. Đây là mình giả cố dàn đều mỏng ạ. Đều nhau thì sẽ bánh ra rất là đẹp. Không phải xéo chỗ thấp chỗ cao thôi. À, tức là khi mà mình cho cái bột này ra là mình chỉ cần lăn thôi, chứ mình không cần phải nhào và đập vào nữa ạ? Đúng rồi. Sau khi chúng ta cắn mỏng xong thì chúng ta sẽ cất vào tủ lạnh cho 1 đến 2 tiếng cho bánh nó cứng. Rồi mình sẽ lôi ra mình cắt tạo hình ạ. Chúng ta sẽ dùng cái khuôn này để chúng ta sẽ tạo hình. Khuôn bỏ những cái lớp ấy thì nó đã được những chiếc khuôn cây thông này, người tuyết rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ mang đi nướng đúng không? Dạ vâng. Rồi, trong thời gian chờ bánh nướng được thì chúng ta sẽ chuyển sang làm gọi là cái kem đường. Đúng rồi. Mình sẽ dùng đường xay với lòng trứng và nước cốt chanh ạ. Nước cốt chanh thì có công dụng gì ạ? Cốt chanh có giảm độ ngọt của đường ạ. Và hình như là tôi biết được rằng là cốt chanh vào nó cũng tạo thêm cái vị bông hơn đúng không? Đúng rồi. Vâng, thế bây giờ bạn đánh đi. Đầu tiên mình dùng 250g đường xay ạ. Cái này cho nó cho ra là hình như là ra kiểu như là kem đường đúng không? Đúng rồi, kem đường. Và 50g lọc trắng trứng ạ. Tương đương với 2 quả nhỉ? Vâng, 2 quả trứng. Sau khi mình đánh trứng trong vòng 5 phút, chúng sẽ bông trắng lên. Giờ chúng ta tắt máy là được. Bông trắng lên và khi mà chúng ta cho cái này lên này, chúng ta thấy có cái chóp đúng không? Đó, đúng rồi. Là kem đường của chúng ta đã xong. Vâng, sau khi đánh kem xong, mình sẽ bốc ra bát là mình pha màu. Để chia ra từng phần nhỏ nhỏ một. Với cái kem đường này thì bạn có lưu ý cái điều gì không? Tức là sau khi mà mình đánh xong hay khi mình làm xong thì mình có cần phải làm luôn không hay là như nào? Cái kem đường mình khi sau khi đánh xong mình nên dùng luôn, để lâu sẽ rất là cứng. À, cái này nó sẽ cứng dần đúng không ạ? Mình sẽ chọn cái màu đặc trưng đúng không? Tức là màu xanh của cây thông này, đỏ của ông già Noel. Vâng. Màu xanh dương. Như vậy là chúng ta đã trộn được 5 màu cơ bản trong mùa Noel rồi. Màu vàng, đỏ, này, xanh lá cây, xanh dương và màu trắng đúng không? Như vậy là cái thời gian mà nướng bánh thì cũng đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ mang bánh ra và bắt đầu trang trí. Vậy là đây sau 30-35 phút đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, chiếc bánh quy hừng của chúng ta đã xong rồi. Màu lên rất là đẹp bởi đường đen này. Đó, còn lấm tấm nữa, nhìn cũng rất là xinh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trang trí. We'll be right back.
Như vậy là chúng ta đã xong những cái khuôn hình trang trí ở đây là có găng tay này, người tuyết, cây thông và hoa tuyết nữa. Sau khi xong như thế này thì chúng ta sẽ làm đến công đoạn nào hả bạn? Sau khi xong này mình sẽ đi sấy ạ. Sấy với nhiệt độ 60 độ C trong vòng 8 phút ạ, cho mặt đường nó sẽ se lại. Sau khi se lại thì là xong hay là mình còn trang trí tiếp ạ? Mình có thể trang trí tiếp hoặc là thôi cũng được. Sau khoảng 8 đến 10 phút thì bánh của chúng ta đã sấy se cái mặt bánh rồi. Cái công đoạn này của chúng ta là công dụng là để cho làm gì hả bạn? Thì bánh nó sẽ khô mặt và không bị dính tay ạ. Để mình thì cất đi hoặc mình thì ăn luôn được. Hoặc là nếu mà mình có thích trang trí thêm thì nó sẽ định hình hơn đúng không? Và nó sẽ không bị nhòe. Còn nhiều người mà thích kiểu đơn giản thì đây cũng có thể là hoàn thành rồi. Tuy nhiên thì bạn Dũng ngày hôm nay chắc là sẽ phải điểm thêm để cho chiếc bánh của chúng ta thêm sinh động hơn. Vậy là sau khi mà đã xem mặt một lần thì bạn Dũng có vẽ thêm mà đẹp hơn đúng không ạ? Và cái bánh của chúng ta nó có bề nổi này, nhìn rất là xinh. Như vậy là sau khi mà chúng ta trang trí một lần nữa thì có cần phải sấy lại nữa không bạn? Có. Chúng ta lại sấy từ 8 đến 10 phút để cho chiếc bánh của chúng ta nó khô hẳn đúng không ạ? Rồi để nói về chiếc bánh này thì khi mà ngoài cái sự bắt mắt và đẹp ra thì khi mà thưởng thức thì nó sẽ mang cái hương vị như thế nào? Nó vẫn đậm vị gừng, vị quế ạ. Và vị ngọt của đường đường xay ạ. Tức là dưới lớp thì là bánh bánh quy là gừng rồi, còn trên là lớp đường, nhưng mà liệu nó có bị ngọt quá không hả bạn? Dạ không ạ, vì mình lúc mình đánh mình đã cho thêm ít nước cốt chanh, nó giảm độ ngọt gắt rồi. Vậy chiếc bánh này thì mình sẽ bảo quản như thế nào và theo Dũng thì mình sẽ trang trí như thế nào để cho cái bữa tiệc Giáng sinh của mình được lung linh và sinh động nhất? Vâng, theo em thì mọi người nên trang trí màu sắc đậm theo đúng gu của Noel như màu xanh lá, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Mình sẽ bảo quản, mình sẽ bọc kín để có thể trong vòng được 10 đến 15 ngày. Mình có thể gói từng cái vào túi bóng, bọc nơ hoặc để trong hộp để có thể mang đi tặng. Rất phù hợp với mùa Noel. Đúng rồi, ngoài cái mình làm để cho trình bày trong bữa tiệc tại nhà thì các bạn nội trợ có thể dùng chiếc bánh này để gửi tặng bạn bè, người thân đúng không ạ? Tuy chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn thế này thôi nhưng mà chứa đựng rất là nhiều tình cảm của người làm. Và với cái khuôn hình như thế này cộng thêm một chiếc túi xinh xắn và một chiếc nơ nữa thì tôi nghĩ là những người mà nhận những món quà này thì chắc hẳn là rất là vui. Và hy vọng là với sự gợi ý của bạn Dũng ngày hôm nay thì các bạn nội trợ có thể tự tay làm những chiếc bánh xinh xắn này trong dịp lễ Noel nhé. Và trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng ngắm lại những chiếc bánh gừng xinh xắn như thế này. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.